Chúng ta cũng biết rằng là hiện nay thì đội tuyển quốc gia của Thái Lan thì chúng ta sẽ có 3 cầu thủ đang thi đấu cái giải G-League và các anh ấy sẽ về tham gia với lại chúng ta. Trong đó thì chúng đối với trường hợp Song Krasin thì chúng ta biết rằng là mặc dù King Cup thì anh ta không thi đấu, nhưng mà chúng ta cũng đã từng xem thì anh ta thi đấu ở cái giải Asian Cup. Rồi chúng tôi cũng xem video khá nhiều. Có thể nói là Song Krasin là một trong những cầu thủ mà đội tuyển chúng ta phải hết sức cảnh giác. Theo tôi biết thì đối với huấn luyện viên của đội tuyển Thái, anh ta là một người Nhật. Về mặt cá nhân thì tôi và anh ta cũng là cái chỗ mà cũng khá là hiểu nhau. Anh ta đã từng có cái kinh nghiệm thi đấu, kinh nghiệm là dẫn dắt các đội pro ở cái giải vô địch của Nhật Bản. Thời trẻ thì tôi biết rằng là anh hồi còn trẻ thì anh ta đã được là các nhà báo ở dưới Nhật Bản đánh giá là một trong những huấn luyện viên rất là có triển vọng. Tất nhiên là tuổi tác thì theo tôi biết là anh ta nhiều tuổi hơn tôi, có thể là có kinh nghiệm hơn tôi. Huấn luyện viên này thì theo tôi biết là anh ta cũng chưa từng dẫn dắt đội tuyển để thi đấu các vòng loại mà chỉ là thi đấu cái vòng chung kết World Cup thôi. Tôi nghĩ rằng đó là một huấn luyện viên giỏi. Tôi xin trả lời đầu tiên về cái trường hợp của Văn Quyết. Rõ ràng là Văn Quyết là chúng ta nói là anh ta là một cầu thủ có thể thiếu cầu thủ giỏi đang ở trong nước. Hiện nay phong độ của Văn Quyết cũng khá là cao và thực sự thì tôi vẫn luôn luôn quan tâm đến Văn Quyết. Trường hợp đối với lại trường hợp của các cầu thủ chấn thương như Hoàng của Hậu thì có thể nói rằng là khi mà ban đầu khi các bạn đã tập trung thì có thể nói là với cái chẩn đoán ban đầu thì khá là nghiêm trọng, nhưng mà chúng ta biết rằng là đến hôm nay thì rõ ràng là các bạn đã bắt đầu chạy jogging được rồi, chạy bộ được rồi. Do là vấn đề về chuyên môn thì tôi xin phép không được nói sâu ở đây, nhưng mà chúng ta thấy rằng rõ ràng là các bạn đó đã tiến triển rất là nhiều rồi, và so với cái thời gian đầu thì đã tiến triển tốt. Đầu tiên là tôi xin nói rằng là cái quy định đó nó là quy định của FIFA. Chúng ta biết là không phải đội chúng ta không thôi, đội Thái anh thế họ có 3 cầu thủ đang thi đấu ở Nhật Bản, họ cũng tình trạng giống chúng ta thôi. Cái trường hợp của Công Phượng thì chúng ta cũng biết rằng là hiện nay thì mới gần đây nhất thì Phượng cũng thi đấu ở cái đội U21, và Phượng cũng đang thường xuyên là liên lạc với là cái ban huấn luyện của chúng tôi để biết cái thông tin. Thì chúng ta cũng biết là ở Bỉ tuy là Phượng thì không được thi đấu ở chính thức, tuy nhiên là chúng tôi cũng theo dõi khá là kỹ. Đối với trường hợp của Phượng thì chúng ta biết là bay từ Bỉ về đến Thái Lan thì có thể nói là cái cự ly cái cũng rất là xa. Sáng ngày mùng 2 thì Phượng sẽ có mặt với cái chiều, với cộng thêm với là cái việc là vấn đề về chênh lệch về múi giờ, chúng tôi nghĩ rằng là Công Phượng cũng sẽ khó khăn một chút, nhưng mà chúng tôi sẽ xác nhận cái trường hợp cái phong độ điều kiện sức khỏe của Công Phượng. Đến hiện nay thì chúng tôi biết là Công Phượng phong độ vẫn tốt, không có vấn đề về chấn thương. Ở ban cán sự thì hiện nay chúng tôi đã quyết định xong rồi, đội trưởng sẽ là Quế Ngọc Hải, đội phó sẽ là Đỗ Hùng Dũng và Gia Lai Toàn, bạn Toàn của Văn Toàn của Gia Lai. Tuy nhiên là cầu thủ Hà Nội thì họ chưa tập trung. Tối hôm nay thì rõ ràng là đội Hà Nội còn thi đấu với lại cái đội của Turkmenistan nữa, thì tối nay chúng ta xem cái kết quả của Hà Nội thì chúng ta mới có thể là biết rằng là sắp tới thì chúng đội sẽ tập trung theo phương án nào. Hiện nay thì đội nó có 2 phương án, là một phương án A và phương án B, phương án trong trường hợp đội Hà Nội đi sâu và không đi sâu. Chúng tôi thì tôi sẽ chuyển chọn các cầu thủ ở trong cái danh sách dự bị khoảng hơn 40 người của đội tuyển. Tất nhiên là anh Tài cũng là một trong những đối tượng quan tâm của tôi. Tất nhiên là cái việc tuyển chọn cầu thủ thì chúng ta cũng biết là bản thân các anh thôi, các anh là phóng viên thôi, nhưng mà các anh cũng có cái tư duy khác nhau, có cái lối nhìn khác nhau, có cái đánh giá khác nhau, có cái mạch lạc khác nhau về việc nhìn nhận của cầu thủ. Cho nên tôi nghĩ rằng là anh, tôi khi khẳng định lại là anh ấy cũng là trong cái đối tượng quan tâm của tôi. Tuy nhiên là cái việc đó thì mỗi người có ý kiến khác nhau. Vậy thì nếu mà chúng ta hỏi như thế thì vậy bây giờ thì chúng ta sẽ đánh giá như thế nào về các tiền đạo hiện nay trong đội tuyển? Có Hoàng Minh Tuấn, có Tiến Linh, có Anh Đức nữa. Đối với tôi thì cái số lượng bàn thắng nó cũng rất là quan trọng, nhưng đó nó chỉ là một trong các tiêu chí để tôi về đánh giá cầu thủ thôi, chứ không phải là tất cả. Có thể đó là một trong những tiêu chí để tôi lựa chọn, nhưng đó không phải là một tiêu chí 100%. Tôi chọn các bạn đó bởi vì là tôi nghĩ nếu như mà bác sĩ bảo rằng là các bạn đi thi đấu được, tôi sẽ đưa các bạn đi Thái Lan. Tôi là dạng người không dễ từ bỏ đâu. Tôi sẽ tôn trọng ý kiến của bác sĩ. Lần sau thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà trả lời về cái việc chấn thương của các cầu thủ thì tôi nghĩ là tôi sẽ dành cho các bác sĩ. Huấn luyện viên Nishiro thì theo tôi biết rằng là ở khi mà thời ở Nhật Bản thì ông rất hay sử dụng cái đội hình là 4-2-3-1. Ông ấy là một trong người rất chú trọng lối chơi dùng tiền vệ để đè đối phương, gây áp lực với đối phương. Theo tôi biết rằng là hiện nay có thể là ông ấy đã được tư vấn rất là nhiều, các cái trợ lý của anh ông ấy tư vấn. Tuy nhiên là cái việc mà nắm bắt cái tình hình của toàn bộ của đội tuyển Thái Lan thì tôi nghĩ là cũng chưa hoàn thiện. Chúng ta biết rằng là hai cái tiền đạo gọi là kỳ cựu của họ hiện nay đã không có tên trong danh sách. Một người chấn thương, một người thì bị kỷ luật. Hay nói là khác là cái tiền đạo chủ chốt của họ hiện nay thì không có tên trong danh sách. Cái tôi cũng không rõ lắm là cái việc mà ông ấy ta lấy bao nhiêu tiền đạo và lấy bao nhiêu tiền vệ để làm cái gì, nhưng mà rõ ràng như lúc nãy tôi đã trình bày đó là cái lối chơi của ông ấy.
Chúng ta cũng biết rằng là nếu mà tập trung cả đội U23 và đội tuyển quốc gia thì đối với tôi thì chúng tôi cũng có một cái nhược điểm, đó là tôi không thể tập trung được với lại cái công việc quá về một nơi. Tuy nhiên là cái vòng đối với chúng ta thì quan trọng nhất đó vẫn hiện tại thì quan trọng nhất vẫn là cái vòng loại World Cup. Chính vì thế cho nên đối với cái trận mà là cái trận của Trung Quốc thì tôi biết thì chúng ta biết nó là chỉ là một trận giao hữu thôi. Thì tôi cũng đã đưa ra cái phương hướng cách làm việc và chỉ đạo cho ban huấn luyện ở bên kia làm. Trưa ngày mai thì tôi sẽ có một buổi họp với lại ban huấn luyện và các cầu thủ bên đó để đưa ra các phương hướng mục tiêu để làm việc trong thời gian sắp tới, và tôi sẽ ăn cơm trưa cùng với họ ở tại cái nơi họ đang tập luyện. Đối với tôi thì là dù một cái giải đấu nào, giải chính thức, giải giao hữu hay bất giải lớn giải nhỏ thì tôi luôn luôn là nói chung là cũng luôn luôn là bị rất là stress. Chúng ta cũng biết là bây giờ đối với lại cái gọi là vòng loại World Cup, nhưng bây giờ chúng ta thấy là rõ ràng Đông Nam Á chúng ta có đến 4 đội cộng thêm với lại những Thái, Malaysia, có 4 đội gồm Thái, Malaysia, Indo thì cũng chắc thêm có UAE nữa. Và nhiều khi chúng ta cũng nghĩ đây là một cái giải đấu gọi là giải đấu Suzuki Cup thu nhỏ cũng được. Như lúc nãy anh cũng đã nói thì là chúng ta cũng biết rằng là đối với lại người dân Việt Nam thì bây giờ có thể nói là dân dân Việt Nam rất là chờ đợi với trận đấu này, bởi vì Thái Lan thì luôn luôn là một cái đối thủ rất là gọi là của chúng ta. Tôi và các cầu thủ cũng như là ban huấn luyện đều hiểu được rõ cái việc này, hiểu rõ được cái sự chờ đợi này. Chúng ta không thể nói được với kết quả vào ngày mai, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng là chúng tôi sẽ nỗ lực để có tạo kết quả tốt nhất. Hiện nay thì nó đang ở trong tình trạng là gọi là breaking time. Báo chí có quá nhiều những cái bài báo mang tính gọi là dự đoán quá chủ quan. Tháng 10 chúng ta bàn cũng không có vấn đề gì, mà cũng không có vấn đề gì khó khăn.